bên trại tị nạn á, thì lính Thái họ hay đánh đập người của mình lắm. Và có nhiều khi những cái người lính Thái họ hay bắt mấy cô gái Việt Nam mình đó, đem về để họ hãm hiếp làm bậy vậy đó. Mà không ai cản được đâu. Người nào mà cản là họ lấy bả súng mà đập chết á. Cho nên thầy lúc nào cái áo tràng màu vàng của thầy, thầy cũng để gần thầy hết á. Để mỗi lần mà một cô gái Việt Nam nào bị lính Thái họ kéo ra đó, thì có người chạy lên cho thầy hay, thì thầy mặc cái áo vàng ra. Thầy không có nói, thầy chỉ xá xá họ, thì họ trọng thầy, họ quý cái áo vàng mà thầy đang mặc, họ tha cho cái cô đó. Thầy viện chủ, thầy kể hồi ở trại tị nạn Thái Lan, thầy đi đường bộ mà. Thầy ở trên trại Thái Lan như vậy là 4 năm. Và thầy có kể cho Pháp Hòa nghe là hồi đó, đó là cái áo người Thái á, họ có xấu cỡ nào đi nữa, nhưng mà đối với cái người tu á, thì họ trọng. Bé gái 18 tuổi, gia đình rất là nghèo. Thì em nghe băng giảng của Pháp Hòa nhiều năm và có cái lòng rất là thương quý thầy. Em rất muốn cái Tết này em dâng cho thầy một tấm y. Cho nên em đã liên lạc với cái nhà may y và được người ta cho biết cái giá may y là bao nhiêu đó. Cho nên em đã để dành tiền đủ để may một tấm y. Khi mà đủ tiền rồi thì em không biết làm sao liên lạc với thầy để hỏi cái số đo. Thì em lên trên Facebook á, em tìm được một Phật tử. Người Phật tử này cũng là quy y với Pháp Hòa ở Cali. Thì hai bên liên lạc bằng Facebook. Thì em mới gọi cái vị đó bằng chú, nói chú ơi, xin chú cho con cái số đo của thầy, con muốn may y cho thầy. Anh này mới nói con bao nhiêu tuổi mà con gọi chú bằng chú. Bây giờ con 18 tuổi, con muốn dâng cho thầy một tấm y để tỏ lòng biết ơn của con đối với thầy. Mà bây giờ con để dành dữ lắm, bữa nay con mới đủ tiền may được tấm y. Thì anh này mới hứa là sẽ đi tìm cái số đo rồi nhắn tin qua cho em. Thì khi mà tìm được cái số đo rồi đó, mà anh tìm ở đâu thì qua không biết, tại nó có hỏi Pháp Hòa. Tìm được cái số đo rồi mới nhắn tin qua cho cái em này. Thì sao nhắn một ngày rồi mà không thấy nó trả lời. Qua ngày thứ hai im luôn. Thì anh này mới gọi, thì lúc đó mới được một cái người bạn bắt cái phone đó. Và anh này mới hỏi em, thì người bạn nó mới cho biết, dạ chú ơi, em nó đang bị stroke, nó bị tai biến, và bây giờ nó đang trong tình trạng hôn mê. Mà bác sĩ có nói rằng em nó có thể ra đi trong bất cứ lúc nào trong những ngày tới. Thì cái anh này anh nghe như vậy thì anh bủng rủng hết trơn. Thì chiều lại thì hay tin là em chết rồi. Em tên là Nguyễn Hồng Tiểu Lâm, 18 tuổi. Hôm nay Pháp Hòa có lấy cái hình, làm cái hình thờ em. Pháp Hòa không hề biết câu chuyện này. Mãi đến khi cách đây 2 hôm, thì một buổi chiều ngồi dưới trai đường thì mấy Phật tử mới kể lại cho Pháp Hòa nghe câu chuyện đó. Tại hình như anh này, ảnh đó có viết cái câu chuyện này để trên Facebook. Thì mấy Phật tử đọc được cái đó, rồi mới kể cho Pháp Hòa nghe. Tối lại Pháp Hòa mới gọi cho anh, Pháp Hòa hỏi câu chuyện có phải vậy không, thì anh xác nhận là đúng. Bây giờ tiền của em mà quý vị biết nghe kể là cái đám tang của em á, không có tiền làm đám, mà nhà nghèo đến mức độ là phải đành đám ở ngoài hiên chứ cũng không có cái chỗ nữa. Cha mẹ em chết hồi nhỏ, em ở với bà ngoại. Bà ngoại bây giờ lẫn rồi, không biết gì hết. Thì khi mà hỏi ra là vì sao em lại như vậy, thì mới được biết rằng á, em nó than nó bị nhức đầu cả tháng nay rồi, mà chỉ đủ tiền mua Tylenol uống thôi. Uống hoài không hết, nhưng mà tiền hết rồi ngưng không mua nữa. Thì nó mới đi tới cái tiệm bán thuốc nó mua, thì người ta mới nói tại sao con không có tiền mà con không nói, để cô chị cho em. Và khuyên em là nên đi scan cái đầu coi bị cái gì. Em mới nói em con đâu có tiền mà đi scan. Nếu mà scan được sớm á, thì biết là nó bị bể mấy mạch máu ở trong đầu thì có thể chữa kịp. Giờ không có tiền đi scan cái đầu thì cuối cùng mấy cái minor stroke nó dẫn tới cái major one. Rồi cuối cùng em đã chết. Mấy bạn nghe tin biết được như vậy hùng tiền lại để làm cái đám cho em. Đi thiêu em nó mất hôm năm tây đó, tức là bữa nay là 16 ngày rồi.
Thì Pháp Hòa nghe như vậy thì quý vị mấy bạn mới kể rằng á, cái tiền mà đi dọn đồ đó thì mới thấy cái tiền em để dành máy y cho thầy. Và thưa đại chúng là một bộ y thì gồm có lá y và cái hậu. Em nó có tiền may được cái y thôi chứ nó không có tiền may cái này. Thì cái cô, câu chuyện này được kể cho cái cô may đồ. Thì cô may đồ nói thôi khi nào may y á, cô sẽ cúng dường thêm cái áo cho nó đủ một bộ. Và cái tiền mà em để dành á, may y á, sẽ được sử dụng để được đúng cái tâm nguyện của em. Còn đám tang của em thì bạn bè hùng lại.